Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Chúng ta đến với một cuốn video thứ tư trong cái khu vực vườn mới của nhà vườn Lập Tâm. Đây là cuốn tổng hợp gồm có nhiều cái dòng cây khác nhau, chủ yếu những cây nhỏ. Cây đầu tiên chúng ta đến với một cây gỗ chắc. Vâng, đây là cây chắc dây. Dòng chắc dây. Cây gỗ chắc, nói đến gỗ chắc thì cái sức sống thì chúng ta khỏi bàn rồi. Những cây sống rất khỏe. Nhà tôi chơi mấy cây rồi tôi biết rồi. Gỗ thì nó gần như là sắt nguội, gọi là gỗ chắc mà. Bán theo cân đấy, đóng đồ. Gỗ rất khỏe, mặc dù có lũa chỉ còn một mảnh thôi nhưng mà cũng khó mà bẻ gãy được. Mỏng mỏng như này. Mỏng bay nhưng mà chắc lắm. Rồi. Lá cây gỗ chắc đây. Không thể chê vào đâu được. Mẫu của nó thì liền đấy nhỉ. Và vẫn bệ nguyên bản của nó mà. Cao rất là khiêm tốn đấy, cành thiết nó già lắm rồi. Được rồi đấy. Cao chỉ có 90 thì cao 90. Thì... anh quàng tất cả cái ba cái thân này. Này anh. Ừ. Nó phải đến 140. 135. 135. Và cây này giao lưu giá nào anh ơi? 40 triệu. Giá 40 triệu. Và rồi. Đây tôi thấy anh có cái cây khế một người bê này cũng quái quái đẹp đẹp đây. Đây đây, anh đi sang bên này đi. Xong rồi anh quay hướng quay xoay cái gốc cây khế bệ cái khế. Đấy. Sang bên này á. Được rồi. Rồi, cây khế một người bê nhẹ nhàng, giá khoảng bao nhiêu anh? 700. Mấy? 700. 700, tốt quá nhỉ. 700. Thế đây cây lục vừng này. Anh, có bê được không? Có bê được không? Rồi. Cứ để cho nó nghiêng đấy. Rồi. Cây lục vừng thân điệu đẹp. Cây này bao nhiêu? 500. Tốt quá nhỉ. Hợp lý đấy. Vâng, đây là cây đề đỏ này. Cây đề đỏ tùm quá, chả nhìn thấy phía dưới. Đây được không anh? À, được rồi. Rồi, cây bồ đề, giá bao nhiêu? Đây là 2 triệu 2. Vâng, giá 2 triệu 2. Rồi đi đến một cây gỗ chắc nữa. Tiếp tục đây là gỗ chắc nữa đi. Cao 1m2. Gốc to hết đấy. Trăm linh năm. Và còn một cái dòng cây nữa, những cây tầm nhỏ một người bê là cây bỏng nổ nha các bác. Cây bỏng nổ
cái hoa của nó chín nở trắng như cái hạt bỏng, chúng ta gọi là bỏng nổ này, hạt bỏng gạo. Đấy, ví dụ như những cây này thì bao tiền anh? 500 một cây. Có 500 một cây. Đấy, những cây một người B. Giá 500 bao ship toàn quốc. Và gốc cần thăng này. Bao tiền một gốc này anh? 20 triệu. Giá 20 triệu. Rồi, bên này nữa đúng không? Cũng 20 triệu à? Cái này cũng 20 triệu. To thế. Và đây là số điện thoại của nhà vườn Lập Tâm để các bạn giao lưu này. 0945 467 223. Cây me này anh ơi. Cây me tầm nhỏ hai người, một người bê được đây. Này, dưới gốc cũng lẳng hoẳng thế này. 2 triệu rưỡi. Cây này 2 triệu rưỡi. Tốt rồi. Đi. Đi sâu vào trong đây. Nhiều cây. Thôi bây giờ cứ quay tầm nhỏ đi. Những cây tầm lớn để anh em đến đây tham gia tham quan. Quay tầm nhỏ có gì còn dễ giao lưu hơn. Đây này. Một số những cây lục vừng này. Đây là mấy cây, rất nhiều cây lục vừng cùng một cái bóng dáng, cùng một cái chậu nhựa, cùng cái kích thước tương đồng nhau thì giá đồng là bao nhiêu anh? Đây là sung. Sung là giá bao nhiêu anh? Tí như đang đầy quả. Rồi. Là bao tiền một cây? Cái này 600 một cây. 600 một cây. Vâng. Thế còn lục vừng. Đây ví dụ như cây này. Cây này chỉ có 500 đi. Cây này là 500. Đấy, như vậy thôi. Đấy, lộc vừng nhá. Đến tùng La Hán này. Đây ví dụ như cây tùng nhỏ nhỏ này. Như này 1 triệu. Giá cây này là 1 triệu à? Vâng. Và rồi, giá 1 triệu này. Cây linh sam. Linh sam đây à? Ừ. Cây linh sam này giá bao nhiêu? 3 triệu. Linh sam hoa tím 3 triệu. Vừa hoa vừa quả đây này. Đâu, cây túc đâu mà cây túc anh bảo đẹp nhất? À đây à. Bonsai nhìn đẹp. Rất cool. Cây túc. Ừ nha. Dáng tự nhiên. Mất cái tay này à? Tiếc quá nhỉ. Nó không chết mà nó kiểu nó va chạm nó gãy. Cây túc này bao tiền anh? 4 triệu. Và giá 4 triệu. Được đấy. Chúng ta đến với những cây nguyệt quế tầm nhỏ tiếp tục đây. Mấy cây nguyệt quế nhỏ đây mà phải quay cho cái tầm nhỏ đấy anh em xem, anh em ít tiền dễ di chuyển. Đấy, ví dụ cây nguyệt này bao nhiêu? Cây nguyệt. Cây này anh đến hàng chục cây, vài chục cây ở đây. 2 triệu một cây. 2 triệu một cây, tốt quá. Và đây, mấy cây nguyệt này giống nhau này. Mấy chỗ này anh phải đến chục cây hơn chục cây liền nhau. Như cái này tầm 3 triệu anh. Đấy, 3 triệu cái này có phải được xứng đáng không? Cái này 2 triệu rưỡi. Được rồi. Đâu anh đứng dậy đi. Đây là cây 3 triệu này. Đây là cây 2 triệu rưỡi này.
một người B. Đấy, nhiều lắm, khu này nhiều nguyệt quế dòng 2 triệu đến 3 triệu rất nhiều. Và những cây bổng nổ giá có 500. Rất hay nhá. Và lúc này chúng ta quan sát một hai cây chắc, đó là dòng chắc dây, còn đây là cây chắc nghệ. Nói đến chắc nghệ thì chúng ta nói đến nghệ là màu vàng. Thì thường là khi đục gỗ thân ra là có màu vàng. Màu vàng của nghệ. Đây là cây gỗ liền lũa chứ không phải kép này nhé. Đấy. Rồi, mầm nó lên từ đây. Cái liền đây. Cây này mà công phu là đục thành đục mỹ nghệ ấy ạ. Đây. Cái gỗ chắc nó còn có tí mà nó cứng không? Cứng dã man luôn. Cây chắc nghệ. Cây này bao tiền anh? 25 triệu. 25 triệu. Rồi. Thế thì giá trị khoảng vậy. Rồi, tiếp đây. Có một cặp mai đúng nhau. Vâng. Cặp mai tầm nhỏ. Đối xứng đây. Lão. Hai cây giáng lão à? Cốc già quá nhỉ. À, đấy là cây thứ nhất, đây là cây thứ hai này. Mà trong cái cặp đôi tôi giới thiệu với các bạn rất giống nhau nhé. Giá bao nhiêu anh ạ? 25 triệu cặp. Giá 25 triệu một cặp bao ship. Rồi. Tiếp đi. Chụp nó già lắm rồi. Như cây này giá bao nhiêu ạ? Cây này 12 triệu. Vâng. Giá 12 triệu. Rồi, đi, di chuyển nhé. Vâng, ở đây thì tôi thấy anh có một cái lô mai chiếu thủy tầm nhỏ. À, hai người bê được. À, toàn là những cây rất già, theo cái dáng tự nhiên, dáng cổ đấy. À, như vậy là giá khoảng bao nhiêu một cây anh ơi? Hai cái hàng ngoài này 4 triệu rưỡi một cây. Vâng. Nó chỉ có một cây ở giữa hai cây long nên là nó đắt. Rồi. Một cây phía trong cái gì? Vâng. Rồi. Thế còn chỗ tôi đang quay đây là 4 triệu rưỡi một cây. Vâng. Chật quá, chả lách vào đâu để đứng để quay. Đây là bóng của những cây mà 4 triệu rưỡi này. Bởi vì quay cây này đâu có phải như là quay con cá nó đặt trong chậu nó khuấy cái này xong đâu. Giới thiệu cây là phải giới thiệu từ gốc cho đến ngọn luôn. Hình ảnh tổng thể. Rồi, giá 4 triệu rưỡi. Chỗ này cũng phải đến mười mấy cây đấy. Toàn những cây dáng tự nhiên, dáng cổ đây. Rất là già. Hai người B và các bạn. Vâng, chúng ta lại đến với một cây những cây mà truyền thống Việt và miền Bắc hay chơi, đó là những cây xanh. À, đây tôi thấy anh có cặp xanh long. Rất lùn, rất to. Xanh long lùn. Đấy. Gốc cũng gai góc xù gì ác liệt.
Như cái cặp này giá bao nhiêu anh? Cặp này 40 triệu. Giá 40 triệu. Đây là cây thứ hai. Giống nhau y xì. Đúng nhỉ, yeah, rất giống nhau. 40 triệu, được rồi. Vâng, à, chúng ta đến với một cây gỗ chắc bám đá. Đây là khối đá thấm thủy. Này. Dễ xuống ra đây. Dễ xuống cái này rồi. Dưới đây, dễ. Vâng. Nghe cực kinh. Treo leo ở trên vách núi xà xuống. Sinh vào đây thì tiền. Và vừa là chơi cá luôn, chơi cảnh luôn. Chơi cảnh luôn. Bao nhiêu tiền anh? 12 triệu anh. Giá 12 triệu. Rồi. Cá tác phẩm luôn. Cây tùng mini này giá bao nhiêu? Cái 800 này. 800 ngàn. Rất tốt. Rồi, còn lại thế thôi nhỉ? Vâng, với cuốn 4 cuốn video chúng ta vừa mới tham quan cái khu vườn mới của anh Lập Tâm. Địa chỉ là trên cái đường Chu Văn An. Đường đi từ Ba La cho ra đến đường Nguyễn Xiển ở phía bên tay phải. Qua số điện thoại cũng chính là số Zalo luôn của anh Lập Tâm sẽ giới thiệu các bạn cái cung đường đi đến một cách thuận lợi nhất. Dọc đường lớn rất là thuận tiện. Đỗ Sinh xin chào các bạn và tiếp tục di chuyển về khu vực vườn số 1 tại chợ Vạn Phúc Hà Đông để chúng ta cùng nhau chia sẻ.